Rồi, mình chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có lên một cái lô mai giảo siêu nụ để giao lưu với cả nhà mình ha. Thì hôm rồi em có lên một cái lô mai giảo siêu nụ loại 150.000 một cây thì được anh em ủng hộ hết rồi. Được anh em ủng hộ hết rồi nên bây giờ em có mua một cái lô mới ha. Cái lô này là lô cũ nha cả nhà. Mấy anh em coi nè. Đó, siêu nụ ha. Nó lên bông quá chừng nè. Thì lâu hôm rồi thì nó nhỏ như thế này, chặng này ha. Đây, chặng này nè. Thì em vô giao lưu cả nhà chặng này nè. Nhưng mà mấy cây này còn mấy cây còi quá em không có giao được nha cả nhà. Em không có giao được. Thì hiện tại em sẽ giao lưu với cả nhà mình những cây như thế này. Đây, tàn tú nó sum xê như vậy nè. Đây mấy anh em coi cao 1 2 thì nó cao khoảng tầm khoảng 50 nha cả nhà, tán ngang khoảng 40. Thì cái là chặng này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình với lá với cái giá là 250.000 đồng một cây. Một cặp em sẽ ship cho cả nhà mình ha. Thì một cặp thì em sẽ bao ship ha, còn còn ba cây thì em để với mấy anh em mình 700.000 một cây ha. Cây như thế này, tàn tố như thế này. Nó rất là sum xuê luôn cả nhà. Những cây này nó già mùa, ghép hai mùa liền cốt luôn nha cả nhà. Liền cốt hết trơn rồi ha. Hai mùa liền cốt hết trơn rồi. Những cây nhỏ cái đợt trước thì nó sẽ như thế này nha cả nhà. Nên mấy anh em mình xem mình so sánh. Hôm qua này nhiều, rất là nhiều anh em điện hỏi cái chặng này nhưng mà em hết rồi, em nói em chỉ còn chặng này nhưng mà anh em chưa có thấy hình, chưa có thấy thấy cây nên không không có dám đặt hàng ha. Thì do lu bu quá, qua nay lu bu quá thì hôm nay em quay cho mấy anh em mình xem đấy. Thì những cái lô trước thì những cái cây nó tốt nhất thì nó cũng như vậy thôi ha. Còn cái cây mà hiện tại của chúng ta em giao lưu cả nhà mình nó thì tàn túa nó sum xuê ha, cốt cành nè. Thì cái này em giao lưu với cả nhà mình 500 ngàn một cặp nha cả nhà. 500 ngàn một cặp, lấy 3 cây thì em để 700 bớt 50 ngàn. Đây, thì cái lô này một 1.000 cây, ngàn cây mà em lựa được lựa ra 5 50 cây để giao lưu cho mấy anh em mình nè. Thì hết thì em sẽ đi rút tiếp ha. Nhưng mà trước mắt là cái lô này là toàn là cây khá không nha cả nhà. Đó. Tàn túa sum xuê ha. Tùm vậy nè. Thì 250 một cây nha. Đấy. Quá chừng cái tàn luôn ha. Thì cũng rất cảm ơn mấy anh em hôm rồi đã ủng hộ em ha. Ủng hộ cái lô trước thì nó cũng hết rồi. Thì cúc trân châu rồi đại lộc em cũng hết luôn rồi, hiện tại giờ chỉ còn mai siêu nụ thôi. Siêu nụ thì tàn tố xum xê vậy ha, đều có xử lý đế hết nha. Nè mấy anh em coi nụ giờ nó đơm lên nè, có những cây như thế này thì nó hơi sớm nè nhưng mà nụ nó nhiều lắm, còn những cây đa phần thì nó mới búp búp tưởng tượng lên thôi, tàn tố rất là xum xê ha. Đấy thì 250 một cây nha cả nhà, 500 ngàn một cặp. Thì em chỉ ship từ từ một cặp thôi nha, còn ít quá em không ship, không có lời. Thì mấy cái mua đi bán lại này thật chất á, là giao lưu với cả nhà mình thì em cũng nói thiệt là mỗi một cái thùng đơn vậy là em lời được khoảng 100 ngàn, lời được khoảng 100 ngàn mà, nhưng mà mình chưa tính cái tỷ lệ mà bị bỏ bơm nha cả nhà, chưa tính tỷ lệ bị bơm bơm hàng. Tại vì ví dụ như mỗi một đơn mình lời 100 ngàn nhưng mà cái đơn đó mình bị trong khoảng chục đơn mình bị bơm một đơn là mình thấy là nó muốn hết lời rồi đó. Cái đó là cái xui rủi thôi chứ không ai muốn ha, xui rủi không ai muốn nhưng mà chủ yếu là mình lấy công làm lời thôi chứ cũng không lời nhiều. Nên mấy anh em thương thì thí dụ có mua ủng hộ được giùm em thì nhận hàng giúp em nha. Nhất là những cái những ở tỉnh xa xa đó, cái đi lúc này nó ôm nụ vậy nè cả nhà, nó ôm nụ lá nó già rồi đó, đi nó dễ, rất là dễ, nếu nhờ lâu rất là dễ bị rụng lá, khi trở về của em nó còn cái chà không tội nghiệp. Thì có đôi khi nó cũng sơ xuất thì mấy cái đó thì em cũng có nhờ mấy anh em gửi lại, ví dụ như khi khi mà trong quá trình mà lựa cả nhà, quá trình lựa rồi lụp chụp này nọ đó thì bóc cái hàng nó không có như ý của mấy anh em, nó đương nhiên nó phải sẽ phải có rồi chứ không không có cỡ thể nào mà không không có trường hợp đó được. Ví dụ như em đăng cây như thế này nhưng mà bóc cái cây nó hơi xấu hơn hoặc này nọ, tại vì chụp từ cây cho cả nhà thì mấy anh em cũng biết là bán cái mai này trước giờ là bên nhà vườn tự lựa không à, lựa cây khá khá cho cả nhà mình bóc từ lên bóc xuống chứ không có bao giờ dưới bóc lên đó. Nhưng mà trong khi mà một ngày thí dụ như ít ít đó thì
Chừng 5-7 đơn á, thì mình lựa được, còn nhiều khi một ngày nó dồn lại mấy chục đơn á cả nhà, cái bắt đầu nó bị lộn, nhiều khi mình bốc mình làm một hồi nó qua mắt ha, nên nên nó có bị lộn. Thì tới khi mà cây tới thì mấy anh em không vừa ý thì cứ cứ việc hoàn về giùm em ha, cứ việc nói ừ cây này không không vừa ý thì hoàn về, cái đó thì em không không giống giống cây như mình đã đặt á, nhưng mà cái mức độ mà xê xích chút đỉnh thôi nha cả nhà. Còn mà anh em nào mà thấy được không là được thì lấy, còn không được thì thôi tội nghiệp em. Rồi thì em cũng xin nhắc lại cái này là 250 một cây nha cả nhà, 500 ngàn một cặp, em ship từ một cặp ha, còn ba cây thì 700 ngàn. Thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây, rất mong được sự ủng hộ cả nhà ha, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha.